Đây là một video ngắn chỉ có vài phút sẽ giúp cho các bạn có một cái mẹo cực kỳ hay để chúng ta có thể tìm ra được một cái đoạn video ngắn hay hấp dẫn từ video dài đã có trên kênh và giúp cho các bạn có thể xây dựng ra một kênh YouTube short khi chọn ra một cái đoạn video ưng ý và cụ thể như các bạn đang nhìn trên màn hình đây thì trực tiếp các bạn thấy là ở cái video này duy sẽ nhấn trực tiếp vào và bây giờ cái mục tiêu của duy là duy sẽ tìm ra cái đoạn uh, video ngắn nào hay nhất trong cái video dài này để duy có thể đăng lên trên kênh youtube short hoặc để có thể đăng trực tiếp kết hợp với kênh video dài để có thể kéo cho kênh có cái tỷ lệ người xem tốt cũng như kéo cho cái video dài của chúng ta có cái sự đề xuất trên kênh youtube thì đây đây là duy sử dụng cái công cụ đó là đi như các bạn đang hình trên màn hình đây thì với cái công cụ bắt đi này nó có một cái tính năng rất là hay Đó là cái tính năng đó là gợi ý ra video short Gợi ý ra cái đoạn video ngắn để giúp cho các bạn có thể đăng lên trên kênh youtube short Cũng như đăng lên trên kênh youtube hiện tại của các bạn Thì đây là Duy nhấn trực tiếp vào cái tính năng này Thế thì khi nó bắt xong các bạn thấy là gì? Nó ra ngay cái công cụ gợi ý cho chúng ta từ cái video dài này Nó phát hiện ra cái đoạn là từ 0 phút 0.12 giây đến 0.27 giây Thì có tỷ lệ người xem cao nhất và từ đó chúng ta thấy là gì à lúc này thì chúng ta biết rằng à trên cái video dài chúng ta biết đoạn nào để chúng ta cắt ra chúng ta tạo ra các video ngắn các video short và đăng lên trên kênh youtube short của chúng ta cũng như đăng lên trên cái kênh mà các bạn muốn kết hợp giữa video ngắn và video dài và đó là một cái điều rất là hay của công cụ tubebuddy và đây là chính là một cái tính năng vô cùng hay cho những bạn nào hiện tại đang sở hữu công cụ này có thể áp dụng và chúng ta khai thác cái việc đó là cắt các video ngắn từ video dài còn những bạn nào mà chưa trải nghiệm với công cụ đi này hay cũng chưa biết về công cụ này, các bạn cũng có thể đăng ký ngay cái đường dẫn link ở dưới mô tả của video dù KT có chia sẻ để các bạn có thể uh, trải nghiệm cũng như biết được một cái tính năng vô cùng hay của đi Và đây là một cái mẹo mà dù KT muốn chia sẻ. Và các bạn có thể thấy là bên dưới này cũng tương tự như vậy, nó cũng gợi ý ra rất nhiều các video, ví dụ như ở cái video mà hướng dẫn đăng ký Canva 30 ngày này, nó cũng tìm ra được cái đoạn là từ 5 phút 45 cho đến 5 phút 60. Uh, có uh, cái tỷ lệ người xem Uh, sấp xỉ một một trăm mười sáu phần trăm và đấy là cái điều mà các bạn thấy là đấy tất cả các video dài của các bạn hiện tại các bạn đang không biết khai thác video ngắn ra sao thì có thể lựa chọn công cụ tốt đi để nó gợi ý là cho các bạn cái chiến lược để có thể tạo ra các video ngắn cũng như lựa chọn là cái đoạn nào người xem đang chú ý đang quan tâm để các bạn có thể lựa ra được một cái kế hoạch cho cái kênh dài của bạn và cũng như kéo từ video ngắn sang video dài một cách có hiệu quả và trên đó chính là cái nội dung mà Yukate muốn chia sẻ cho tất cả các bạn một cái mẹo vô cùng hay như vậy khi sử dụng công cụ Top đi Và nếu như các bạn muốn xem nhiều hơn các nội dung video như thế này thì đừng quên nhấn đăng ký rung chuông để có thể cập nhật những nội dung video hay hữu ích tuyệt vời trên thức của Duy.